Phiên giao dịch chứng khoán ngày 4 tháng 12 với dòng tiền lớn đã đổ vào mua cổ phiếu, khiến thị trường bùng nổ sự đồng thuận của tất cả các nhóm ngành. Trong đó, chỉ tính riêng sàn HOSE đã có mức thanh khoản tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, nhóm bất động sản xây dựng tăng thấp nhất từ 1% đến cao nhất 5,8%. Nhóm cổ phiếu chứng khoán mặc dù nhiều cổ phiếu không giữ được sắc tím khi chốt phiên trước áp lực chốt lời của nhà đầu tư nhưng vẫn tăng mạnh, thấp nhất 3,78%, cao nhất 6,59%. Dòng tiền cũng đã vào nhóm cổ phiếu ngân hàng khiến nhóm cổ phiếu vua tăng tốt, góp phần kéo VN Index bật tăng mạnh mẽ. Đóng cửa phiên giao dịch, VN Index tăng 18,33 điểm, 1,66%, lên 1.120,49 điểm với đến 487 mã tăng, chỉ 59 mã giảm và 56 mã đứng giá chốt phiên tại sàn Hà Nội. HNX Index cũng tăng 5,05 điểm, 2,23%, lên 231,31 điểm với 142 mã tăng, 36 mã giảm và 65 mã đứng giá. Thanh khoản tăng mạnh với tổng giá trị giao dịch trên toàn thị trường đạt gần 28.200 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi phiên cuối tuần trước. Trong đó, sàn HOSE cũng đã lấy lại mốc tỷ đô la Mỹ ở mức 24.300 tỷ đồng. Mặc dù vậy, khối ngoại vẫn tiếp tục xu hướng bán tháo với tổng giá trị bán ròng gần 583 tỷ đồng trên sàn HOSE.